Xin chào tất cả những bạn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong buổi tối ngày hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2024. Thì video này mình có cái thông tin rất là thú vị đến từ trang Hot News với bài viết mang tên Bi Network sẵn sàng cách mạng hóa Internet, tiền điện tử và tài chính. Không để cho các bạn chờ lâu, chúng ta đi vào bài viết này thôi. Bi Network đang báo hiệu một kỷ nguyên mới trong thế giới Internet, tiền điện tử và tài chính, hứa hẹn một làn sóng áp dụng rộng rãi sắp xảy ra. Tiềm năng của nó vượt qua trí tưởng tượng hiện tại với lời hứa sẽ định hình lại ngành và vượt qua mọi kỳ vọng. Bình minh mới cho nền kinh tế kỹ thuật số. Khi nền kinh tế kỹ thuật số tiếp tục phát triển, Bi Network nổi lên như một sáng kiến đột phá có khả năng chuyển đổi nhiều lĩnh vực. Được ra mắt như một loại tiền điện tử có thể truy cập được cho bất kỳ ai có điện thoại thông minh, Bi Network hướng đến mục tiêu dân chủ hóa quyền truy cập vào tiền kỹ thuật số, khiến nó trở nên toàn diện hơn và thân thiện hơn với người dùng, phá vỡ các hệ thống truyền thống. Tiềm năng của Bi Network nằm ở khả năng phá vỡ các hệ thống tài chính truyền thống bằng cách cho phép các giao dịch ngân hàng mà không cần trung gian. Nó giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả. Đây là bước tiến đáng kể hướng tới một hệ thống tài chính phi tập trung, nơi người dùng có quyền kiểm soát tài chính của mình nhiều hơn, tích hợp Internet và hơn thế nữa. Ý nghĩa của Bi Network không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính, mục tiêu của nó là tích hợp liền mạch với Internet, cung cấp một nền tảng phi tập trung có thể hỗ trợ nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Điều này có thể cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với các dịch vụ kỹ thuật số, từ phương tiện truyền thông xã hội đến thương mại điện tử, mang lại sự riêng tư và bảo mật cao hơn, vượt quá mong đợi. Lời hứa của Bi Network không chỉ nằm ở những cải cách công nghệ mà còn ở tiềm năng áp dụng rộng rãi. Khi ngày còn nhiều người nhận thức và bắt đầu sử dụng Bi, hiệu ứng mạng lưới của nó sẽ tăng lên, nâng cao giá trị và tiện ích của nó. Việc áp dụng rộng rãi này có thể giúp Bi Network vượt qua cả kỳ vọng lạc quan nhất, thay đổi cơ bản bối cảnh kỹ thuật số, phát triển theo định hướng cộng đồng. Một khía cạnh độc đáo của Bi Network là cách tiếp cận theo định hướng cộng đồng. Mạng lưới dựa vào người dùng của mình, được gọi là người tiên phong, để xác thực các giao dịch mà bảo mật mạng lưới. Điều này không chỉ thúc đẩy ý thức cộng đồng mạnh mẽ mà còn đảm bảo rằng mạng lưới mạnh mẽ và bền bỉ. Nhìn về phía trước, khi Bi Network tiếp tục phát triển và triển khai các tính năng mới, nó đã sẵn sàng tạo ra tác động đáng kể với tiềm năng cách mạng hóa Internet, tiền điện tử và tài chính. Bi Network được thiết lập để trở thành một nhân tố tích cực trong tương lai của tiền kỹ thuật số. Hành trình của nó mới chỉ bắt đầu, nhưng những khả năng mà nó mang lại là vô cùng to lớn và thú vị. Bi Network hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong Internet, tiền điện tử và tài chính. Cách tiếp cận sáng tạo và tiềm năng áp dụng rộng rãi của nó khiến nó trở thành một thế lực đáng gờm trong nền kinh tế kỹ thuật số. Trong khi nó tiếp tục phát triển và tiến hóa, nó sẽ định hình lại ngành công nghiệp và vượt qua các kỳ vọng, báo hiệu một kỷ nguyên mới của chuyển đổi kỹ thuật số. Một bài viết rất hay. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Anh của bài viết. Please Google. Thank you Google. Bi Network poised to revolutionize internet, cryptocurrencies, and finance. The Pi Network is heralding a new era in the world of the internet, cryptocurrencies, and finance. Promising an imminent wave of widespread adoption, its potential reaches far beyond current imagination, with the promise to reshape the industry and surpass all expectations. A new dawn for the digital economy. As the digital economy continues to evolve, the Pi Network emerges as a groundbreaking innovation with the capacity to transform multiple sectors. Launched as a cryptocurrency accessible to anyone with a smartphone, Pi Network aims to democratize access to digital currency, making it more inclusive and user-friendly. Disrupting traditional systems. Pi Network's potential lies in its ability to disrupt traditional financial systems. By enabling peer-to-peer transactions without the need for intermediaries, it reduces costs and increases efficiency. This is a significant leap towards a decentralized financial system, where users have greater control over their finances.
Internet integration and beyond. The implications of Pi Network extend beyond finance. It aims to integrate seamlessly with the Internet, providing a decentralized platform that can support various applications and services. This could revolutionize how we interact with digital services, from social media to e-commerce, offering greater privacy and security. Exceeding expectations, the promise of Pi Network is not just in its technological innovations but in its potential for mass adoption. As more people become aware of and start using Pi, its network effect will grow, enhancing its value and utility. This widespread adoption could see Pi Network exceed even the most optimistic expectations, fundamentally altering the digital landscape. Community-driven development. A unique aspect of Pi Network is its community-driven approach. The network relies on its users, known as pioneers, to validate transactions and secure the network. This not only fosters a strong sense of community, but also ensures that the network is robust and resilient. Looking ahead, as Pi Network continues to develop and roll out new features, it is poised to make a significant impact. With its potential to revolutionize the internet, cryptocurrencies, and finance, the Pi Network is set to be a major player in the digital economy's future. Its journey is just beginning, but the possibilities it presents are vast and exciting. The Pi Network promises to bring about a revolution in the internet, cryptocurrencies, and finance. Its innovative approach and potential for mass adoption make it a formidable force in the digital economy. As it continues to grow and evolve, it is set to reshape the industry and exceed expectations, heralding a new era of digital transformation. Xin cảm ơn Google. Chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Hàn Quốc của phần mềm. Thank you, Google. Pi Network, 인터넷, 암호화폐, 금융의 혁명을 일으킬 준비 완료. Pi Network는 인터넷, 암호화폐, 금융의 세계에서 새로운 시대를 알리며 곧 널리 채택될 물결을 약속합니다. 그 잠재력은 현재의 상상을 훨씬 뛰어넘으며 업계를 재편하고 모든 기대를 뛰어넘을 것을 약속합니다. 디지털 경제의 새로운 새벽, 디지털 경제가 계속 진화함에 따라 P네트워크는 여러 부문을 변화시킬 수 있는 능력을 갖춘 획기적인 혁신으로 부상하고 있습니다. 스마트폰이 있는 모든 사람이 이용할 수 있는 암호화폐로 출시된 P네트워크는 디지털 통화에 대한 접근성을 민주화하여 보다 포괄적이고 사용자 친화적으로 만드는 것을 목표로 합니다. 기존 시스템 혁신 P네트워크의 잠재력은 기존 금융 시스템을 혁신할 수 있는 능력에 있습니다. 중개자가 필요 없이 PEP 거래를 가능하게 함으로써 비용을 절감하고 효율성을 높입니다. 이는 사용자가 재정을 더 잘 통제할 수 있는 분산형 금융 시스템으로의 중요한 도약입니다. 인터넷 통합 및 그 이상 P네트워크의 의미는 금융을 넘어 확장됩니다. 인터넷과 완벽하게 통합하여 다양한 애플리케이션과 서비스를 지원할 수 있는 분산형 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 소셜미디어에서 전자상거래에 이르기까지 디지털 서비스와 상호작용하는 방식의 혁명을 일으켜 더 큰 프라이버시와 보안을 제공할 수 있습니다. 기대치 초과 P네트워크 위 약속은 기술 혁신뿐만 아니라 대량 채택 가능성에 있습니다. 더 많은 사람들이 P를 알고 사용하기 시작함에 따라 네트워크 효과가 커져 가치와 유용성이 향상됩니다. 이러한 광범위한 채택으로 P네트워크는 가장 낙관적인 기대치를 뛰어넘어 디지털 환경을 근본적으로 바꿀 수 있습니다. 커뮤니티 중심 개발. 비네트워크의 고유한 측면은 커뮤니티 중심 접근 방식입니다. 네트워크는 파이오니어스라고 알려진 사용자에게 의존하여 거래를 검증하고 네트워크를 보호합니다.
이를 통해 강력한 커뮤니티 감각이 촉진될 뿐만 아니라 네트워크가 견고하고 회복력이 있음을 보장합니다. 미래 전망 P네트워크는 새로운 기능을 계속 개발하고 출시함에 따라 상당한 영향을 미칠 준비가 되었습니다. 인터넷, 암호화폐, 금융을 혁신할 잠재력을 지닌 P네트워크는 디지털 경제의 미래에서 주요 플레이어가 될 준비가 되었습니다. 여정은 막 시작에 불과하지만 P네트워크가 제시하는 가능성은 방대하고 흥미진진합니다. P네트워크는 인터넷, 암호화폐, 금융의 혁명을 가져올 것을 약속합니다. 혁신적인 접근 방식과 대량 채택 잠재력으로 인해 디지털 경제에서 강력한 힘이 되었습니다. P네트워크는 계속해서 성장하고 진화함에 따라 업계를 재편하고 기대치를 뛰어넘어 디지털 혁신의 새로운 시대를 예고할 것입니다. Thank you, Google. At the end, Vizel, I like everybody. My Vizel. Goodbye and see you again in the next Vizel Up Channel Benelux. New update. Thank you very much. Please comment my video. Cảm ơn tất cả mọi người của video. Rất mong mọi người hãy comment ở phần mô tả video, ở phần dưới video này để xem thử các bạn đánh giá cái bài viết này như thế nào của tác giả Trần Cao Trần Hắc Anh Niu. Để chúng ta cùng nhau bàn luận bài bi. Thank you. Albania. Goodbye. See you again. Bye.